Rồi xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie. Hồi trước thì bên cụm server Trung Quốc có bình chọn môn phái mới đó, nhớ không lầm là cái môn phái giải bùa gì đó. Thì bây giờ nè, nó cập nhật môn phái mới đó rồi nè. Phái này có tên là Quyền Thủy Giáo nha, hệ thủy luôn á. Thôi thì không dài dòng văn vở chi nữa, tại hôm nay hết văn rồi ha. Cùng Jun tìm hiểu môn phái này nha các homie. Phần 1 Quyền Thủy Giáo, thông số và chi tiết các chiêu thức môn phái. Lưu ý với anh chị em và quý vị đang xem kênh, những gì Jun đã nói và sắp nói đều được đọc bởi cái thằng cha viết nên cái này, do đó có hơn 80% tỷ lệ sẽ gây ra hiệu ứng chém gió sạo liền trong vài giây. Xem chơi cho vui, còn không vui thì khi nào vui thì xem nha mấy ông. Còn đang vui mà xem cái mức vui á thì lock luôn cái kênh Jun Kiliu này là vừa rồi đó. Ok, bắt đầu ha. Hậu vệ thần nông, tín ngưỡng thánh thủy, mau sơn đạo sĩ, giang hồ nghệ kỵ, trường bạch hẩn cư, khai tông lập giáo. Bài thơ này lấy trên trang chủ của Võ Lâm Truyền Kiện Mobile Server Trung Quốc ha. Nếu mà dịch từng câu từng chữ thì clip này nó sẽ dài lắm. Với mấy homie cũng chẳng quan tâm tới nội dung của bài thơ này đâu. Thôi thì dịch đại khái là được rồi ha. Nguồn gốc là bộ tộc con cháu của thần nông Viêm Đế, tôn thờ thánh thủy chi đạo. Vào thời kỳ lịch sử loạn lạc, người trong tộc vô tình gặp gỡ thuật sĩ Mao Sơn và được truyền thụ thuật phù đạo. Sau vì chống lại lệnh cấm của gia tộc nên bị trục xuất ra ngoài. Chàng trai ngày ấy mang các tín đồ trong tộc khai tông lập phái, phát hiện thiên thời địa lợi nhân hòa trên đỉnh Trường Bạch, đã định cư tại nơi này. Xuất sơn khi thời, Huyền Thủy lưu danh, giang hồ xem Huyền Thủy là hắc đạo, vì sử dụng những thuật pháp không chính thống, nhưng có ai biết, đối với họ hắc hay bạch cũng chỉ là tên gọi, ẩn cư cũng chỉ là chờ thời thiên đạo vận hành, kẻ mạnh mới là chính đạo. Huyền Thủy Giáo, chính vì sử dụng vũ khí là phiên và phù cho nên là bị coi là hắc đạo. Hồi xưa cứ cái gì tà ác thì gọi là giáo ha, danh môn thì gọi là chánh phái nha. Dính mỗi tôi chém không có sai đâu, Thiên Nhẫn Giáo, Ngũ Độc Giáo nè đều là tà giáo hết ha. Cho nên là bài thơ khi nãy nói chỉ là cái tên gọi là vậy đó. Loại vũ khí này chắc là còn xa lạ với các homie, nhưng mà trên giang hồ rộng lớn toàn cõi Võ Lâm thì còn nhiều loại vũ khí dị dạng lắm. Thì tạo hình của Huyền Thủy Giáo nó khá là giống với Nguyên Minh Nhã, một NPC của Võ Lâm Truyền Kỳ 3D. Bị người ta nói là hắc đạo cho nên là môn phái này thuộc ngũ hành là hệ thủy nha. Chợ không liên quan gì luôn á, cái thằng cha viết cái này đúng xàm ghê luôn á. Chỉ số cơ bản của Huyền Thủy Giáo lần lượt là 5 thể chất, 2 nhanh nhẹn, 2 sức mạnh và 1 linh hoạt. Dựa theo chỉ số trên thì thông số sức mạnh của Huyền Thủy Giáo sẽ lần lượt là công 2 điểm, thủ 3 điểm, máu 5 điểm, né chỉ có 2 điểm thôi nha, khống 3 điểm nhưng mà bảo có 3 điểm à. Sau tất cả những gì Dung Mổ tôi giới thiệu thì đặc tính của môn phái này là tầm xa, khống chế và hỗ trợ. Vậy khống chế và hỗ trợ ra sao thì Dung Mổ tôi uống miếng nước cái ha, rồi tôi gáy tiếp cho nghe nha. Rồi trước khi vào review chiêu thức thì Jun cùng với ekip làm theo thông số mới nhất bên cụm máy chủ server Trung Quốc nha. Sau này bản cập nhật ở server Việt Nam có thể sẽ khác nha. Ngay từ đầu xem giải trí, tham khảo cho vui thôi nha. Đừng có tin Jun mỗi tôi quá nha các homie. Huyền Thủy Ngự Phiên Thuật, tạm dịch là thuật cờ của Huyền Thủy. Đòn đánh cơ bản, Huyền Thủy Ngự Phiên Thuật, từ xa phóng ra những mảnh dao băng, gây sát thương cho mục tiêu. Phạm vi hiệu quả của chiêu thức 6.5m, hiệu quả cấp 1 tạo thành 60% tấn công cơ bản và 108 sát thương hệ thủy. Cấp 15 tạo thành 82% tấn công cơ bản và 147 phần điểm sát thương hệ thủy. Phù Âu Sơ Ảnh, tạm dịch là, đây là câu thành ngữ cho nên rất là khó dịch. Nghĩa của nó ám chỉ những thứ dễ tan biến mất, giống như cái bong bóng mà chiêu thức chịu hồi ra đó. Đòn đánh tầm xa, gửi bong bóng nước gây sát thương về phía mục tiêu cách bạn 3m. Bong bóng nước bay càng lâu, sát thương sẽ càng cao. Phạm vi hiệu quả của chiêu thức là 8m, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hiệu quả cấp 1, lần đầu tạo thành 217% tấn công cơ bản và 390 điểm sát thương hệ thủy. Cứ mỗi 0.33 giây sẽ tăng 50% tấn công cơ bản, tối đa là 50%, có 16% tỷ lệ tạo thành 1 giây trì hoãn. Cấp 15, lần đầu tạo thành 435% tấn công cơ bản và 783 điểm sát thương hệ thủy. Cứ mỗi 0.33 giây sẽ tăng 50% tấn công cơ bản, tối đa 200%, có 30% tỷ lệ tạo thành 1 giây trì hoãn. Mộ Hàng Tàn Tuyết, tạm dịch là chiêu ta bắn giá chỉ còn sót lại tuyết rơi. Dịch ghê nó hơi xàm á. Tấn công tầm xa, sát thương nhóm tại vị trí mục tiêu, phạm vi hiệu quả là 7m, thời gian hồi chiêu là 15 giây. Hiệu quả cấp 1 tạo thành 243% tấn công cơ bản và 437 điểm sát thương hệ thủy. Cấp 15 tạo thành 423% tấn công cơ bản và 761 điểm sát thương hệ thủy.
Huyền hư phù ứng, tạm dịch là phù phong ứng không gian hư vô, tất nhiên không gian này phải màu đen rồi. Chiêu thức hỗ trợ tích cực, đặt một viên trước mặt bạn, sau 2 giây có thể nhặt lên. Sau khi nhặt lên thì bản thân và đồng đội sẽ được phục hồi sinh lực và tăng khả năng né tránh cơ bản. Còn kẻ địch sau khi nhặt sẽ bị sát thương và giảm khả năng né tránh cơ bản. Phạm vi hiệu quả 5m, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hiệu quả cấp 1, mỗi gun sẽ tồn tại 15 giây, đồng đội nhặt sẽ hồi 2% sinh lực tối đa sau khi nhặt trong vòng 8 giây và tăng 20% bảo quan né tránh cơ bản. Kẻ địch nhặt sẽ mỗi 2 giây sẽ bị nhận 88% tấn công cơ bản và 176 điểm sát thương hệ thủy và bị giảm 20% né tránh cơ bản duy trì 8 giây. Cấp 15, mỗi gun tồn tại 15 giây, đồng đội nhặt được sẽ hồi 10% sinh lực tối đa sau khi nhặt trong vòng 8 giây và tăng 100% bảo quan né tránh cơ bản. Kẻ địch nhặt sẽ mỗi 2 giây nhận 200% tấn công cơ bản và 400 điểm sát thương hệ thủy và giảm 125% né tránh cơ bản, duy trì 8 giây. Bàn băng phi xương, tạm dịch là tảng băng lớn bay tựa như khối xương. Chiêu thức hỗ trợ chủ động và tấn công phạm vi, nhanh chóng nhảy đến đồng đội mới bị mất sinh mệnh nhiều nhất trong đội và mở hàng rào kháng sát thương, đồng thời sẽ đẩy kẻ địch ra xa và bị rơi vào trạng thái trầm mặc hoặc bị cấm đánh đó. Phạm vi hiệu quả của chiêu thức là 8m, thời gian hồi chiêu là 25 giây. Hiệu quả ở cấp 1 sinh lực hiện tại 10% sẽ chuyển thành kháng sát thương, đối với kẻ địch sẽ có 100% tạo thành 2 giây trầm mặc và bị đẩy ra xa. Ở cấp 15, sinh lực hiện tại 30% sẽ chuyển thành kháng sát thương, đối với kẻ địch sẽ có 100% tạo thành 2 giây trầm mặc và bị đẩy ra xa. Cao cấp ngự phiên thuật, cái này khỏi dịch đi ha. Nâng cao uy lực của quyền thủy ngự phiên thuật. Hiệu quả cấp 1, ngự phiên thuật sẽ tăng thêm 3% tấn công cơ bản và 5 điểm sát thương hệ thủy. Ở cấp 10, ngự phiên thuật sẽ tăng thêm 30% tấn công cơ bản và 54 điểm sát thương hệ thủy. Tụ băng quyết, tạm dịch là bí quyết ngưng tụ băng. Ở thời đại này mà học được cái này thì uống bia đỡ tốn tiền ha. Chiêu hỗ trợ nội công cơ bản của quyền thủy, tăng sức chiến đấu cơ bản. Hiệu quả cấp 1, tăng vĩnh viễn 6% sinh lực cơ bản, 24% tấn công cơ bản và 15 điểm tỷ lệ kháng tê liệt. Cấp 15, vĩnh viễn tăng 120% sinh lực cơ bản, 154% tấn công cơ bản và 330 điểm tỷ lệ kháng tê liệt. Như Nguyệt Hàn, tạm dịch là ánh trăng băng giá. Nghe sao mà buồn dữ vậy? Chiêu thức hỗ trợ bị động, mỗi lần tấn công chính xác sẽ giảm đối phương kháng tỷ lệ thuộc tính và hiệu quả tiêu cực, đồng thời bản thân sẽ tăng kháng tỷ lệ hiệu quả thuộc tính và trạng thái tiêu cực. Ở trạng thái này, khi mà đòn đánh chính xác, kẻ địch sẽ có tỷ lệ bị thêm một lần hiệu ứng đóng băng. Hiệu quả kỹ năng cấp 1, giảm đối phương 15 điểm kháng tỷ lệ thuộc tính và hiệu quả tiêu cực trong vòng 8 giây. Bản thân sẽ tăng 15 điểm kháng tỷ lệ thuộc tính và 15 điểm kháng tỷ lệ hiệu quả tiêu cực trong vòng 8 giây. Đòn đánh chính xác sẽ có 100% tỷ lệ tạo thành 1,46 giây đóng băng, tái kích hoạt 5 giây. Cấp 10, giảm đối phương 150 điểm kháng tỷ lệ hiệu quả thuộc tính và hiệu quả tiêu cực trong vòng 8 giây. Bản thân sẽ tăng 150 điểm kháng tỷ lệ thuộc tính và 150 điểm kháng tỷ lệ hiệu quả tiêu cực trong vòng 8 giây. Đòn đánh chính xác sẽ có 100% tỷ lệ tạo thành 2,46 giây thời gian đóng băng, tái kích hoạt là 5 giây. Lạc hồng nổ hoa, tạm dịch là hoa đỏ rơi ra để bảo vệ ha. Chiêu thức hỗ trợ bị động, bản thân và đồng đội trong tầm nhìn sẽ tăng tỷ lệ và thời gian hiệu quả thuộc tính và trạng thái hiệu quả tiêu cực. Khi mà bị trọng thương, bị thương nặng chứ không phải về tương dương dưỡng sức nha, sẽ gây ra win và tổ đội sẽ phục hồi sinh mệnh của bản thân dựa trên sinh lực tối đa của đồng đội nhặt cái win đó. Hiệu quả chiêu thức cấp 1, bản thân tăng 40 điểm tỷ lệ và thời gian hiệu quả thuộc tính và trạng thái tiêu cực, đồng đội sẽ giảm đi một nửa. Căn cứ theo sinh mệnh của người nhặt được sẽ tăng thêm 2% sinh mệnh, tái kích hoạt là 20 giây. Cấp 10, bản thân tăng 78 điểm tỷ lệ và thời gian hiệu quả thuộc tính và trạng thái hiệu quả tiêu cực, đồng đội sẽ giảm đi một nửa. Căn cứ theo sinh mệnh của người được nhặt được sẽ tăng 7,14% sinh mệnh, tái kích hoạt 20 giây. Xương hoa bất tức, tạm dịch là phấn hoa bất hơi thở ha. Chiêu thức hỗ trợ bị động, khi mà điểm sinh mệnh còn 30% sẽ kích hoạt chiêu thức bàn băng phi xương. Hiệu quả ở cấp 1, 40% tỷ lệ sẽ kích hoạt bàn băng phi xương, tái kích hoạt là 30 giây. Hiệu quả ở cấp 10, 90% tỷ lệ sẽ kích hoạt bàn băng phi xương và tái kích hoạt là 30 giây. Liên y tâm pháp, tạm dịch là liên sóng âm tâm pháp. Chiêu thức hỗ trợ bị động, huyền thủy tâm pháp nâng cao lực chiến đấu toàn diện. Hiệu quả
Cấp 1 tăng vĩnh viễn 2% tấn công cơ bản, 5% sinh lực cơ bản, 2% kháng tất cả cơ bản, 5 điểm tốc đánh và 10 điểm tỷ lệ đóng băng, 10 điểm kháng thời gian tê liệt. Cấp 20 tăng vĩnh viễn 40% tấn công cơ bản, 95% sinh lực cơ bản, 40% kháng tất cả cơ bản, 20 điểm tốc đánh và 200 điểm tỷ lệ đóng băng và 200 điểm thời gian kháng tê liệt. Nguyệt khoe xương vận, tạm dịch là vệt xương mờ ánh trăng. Chiêu thức hỗ trợ bị động, tăng cho lạc hồng nổ hoa hiệu quả hồi phục thêm một lượng sinh lực và khi mà ngồi thiền sẽ không bị tấn công gián đoạn. Tức là ngồi thiền bây giờ sẽ không bị người ta phá nữa, cho nên là vẫn hồi máu được toàn vẹn ha. Hiệu quả, cấp 1, nâng cao 5% tỷ lệ hồi phục sinh lực của đồng đội và hồi phục 2% sinh lực tối đa. Cấp 10, nâng cao 40% tỷ lệ hồi phục sinh lực của đồng đội và phục hồi 8% sinh lực tối đa. À rồi, vậy là duyên mỗi tôi gáy xong phần 1 nói về chiêu thức của quyền thủy giáo rồi đó. Do là đợt này đùng một phát, nó úp môn phái mới luôn, không có ra clip thính hay gì hết á, cho nên không có clip giới thiệu nha các homie ơi. Còn về chi tiết, bí kíp và tuyệt học thì chắc các homie phải đợi phần 2 rồi. Còn giờ là ý kiến cá nhân của duyên về môn phái quyền thủy giáo ha. Nãy giờ cứ đọc theo cha nội viết cái này muốn quẹo cái quay hàm luôn. Nha, dẹp hết cho rộng màn hình nè, em gái cho dễ nè, nè editor. Để coi bắt đầu từ đâu ta. Đặc tính của môn phái này là hỗ trợ tầm xa và khống chế. Tầm xa thì chắc khỏi phải nói nữa ha, chiêu nào cũng đánh từ xa hết trơn á. Khác với cái môn phái hệ thủy như là Nga Mi thì chỉ có bút hỗ trợ thôi nè. Thúy Yên thì đam liên tục ha, Thiên Sơn thì thiên về hồi máu cho bản thân và xóa bút. Đoàn Thị tính ra sốc đam chết người. Còn quyền thủy giáo thì các homie để ý nha, cái bộ kỹ năng này nó có gây đam và bút. Bút diện rộng nữa, song song thì lại có khống chế phá đội hình của địch nữa, cụ thể là như sau ha. Kỹ năng ngự phiên thuật tức là cái chiêu đánh thường cùng với kỹ năng mộ hàng tàn tiến thì nó tạo tấn công cơ bản và gây ra sát thương hệ. Thì tấn công cơ bản và sát thương hệ của hai chiêu thức này nó cũng khá là cao. Còn chiêu thức phù âu sơ ảnh, cái chiêu bông bóng bay ấy, nó khá là giống với chiêu thức bạch lộ ngưng xương, cái chiêu tán vú sữa của Nga Mi ấy nha. Thì nó cũng gây tỷ lệ làm chậm nè, nhưng mà đánh càng xa thì nó bay càng lâu. Bay càng lâu thì đam càng to nha, cho nên nãy giờ Jun đang nhận xét về mặt đam sát thương. Về mặt hỗ trợ thì môn phái này có hai dạng hỗ trợ ha, một dạng hỗ trợ là búp máu, một dạng hỗ trợ là búp giáp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về búp máu trước đi. Chiêu thức phù âu sơ ảnh ha, quăng cục ginh đó khá là hay nha. Đồng đội lượm thì hồi máu liên tục trong vòng 8 giây nè. Giả sử máu đầy rồi ha, cái chiêu này nó cũng không thừa vì cái người lượm nó cũng tăng được cái bỏ qua né tránh cơ bản. Còn về phía kẻ địch á, không có thằng nào ngu thấy cái cục ginh màu đỏ mà nó lao đầu vô để bị cấu máu trong vòng 8 giây đâu. Với lại bị giảm nó né tránh cơ bản nữa. Nhưng mà trong giao tranh khó nói lắm nha, xui xui cắn trúng cái cục ginh đó, dính thì cái bong bóng là vỡ mồm nha. Song song với hỗ trợ búp máu thì cũng có búp giáp luôn nha. Giả sử bây giờ búp máu không kịp thì sao? Thì cái kỹ năng bàn băng phi xương nó tạo giáp theo máu hiện tại ha. Nhưng mà ghê gớm ở chỗ nó đẩy người chơi ra xa với cấm đánh nữa ha. Cái kiểu như là ê, nãy giờ mày hành bồ tao đủ rồi đó, giờ tới tao nha, giờ tránh ra nha, để ra nó nhặt cái gừng của tao nha, búp máu nha. À, chơi diện với quân tử nè, cấm đánh nha, cấm nhúm nhích nha, nhúm nhích là chích như mặt á. Đừng có đụng tới thằng ghệ của tao. Đi ra đi mày. Mày đừng hòng đụng tới thằng ghệ của tao. Tránh xa thằng ghệ tao ra. Về mặt hỗ trợ khống chế thì Jun cảm thấy môn phái quyền thủy giáo này là best cà khị luôn, chuyên gia cà khị luôn chứ gì nữa. Cái chiêu thức như Nguyệt Hàn nè, nó thọc một phát là tụi nó có tỷ lệ bị đóng băng ha. Hoặc là tệ lắm đi nữa thì nó cũng bị giảm thời gian và tỷ lệ hiệu quả thuộc tính trạng thái bất lợi. Tức là nó không có khả năng gây ra trạng thái cho team mình luôn á. Nhưng mà team mình thì khác rồi nha. Thử tưởng tượng ha, Homie à, bạn MVP một trường ca môn trong team. Đúng rồi đó, bạn hiểu ý của Jun rồi đó. Đứa đứng quạt choán, đứa đứng đóng băng. Có đúng là độc quỵ mà chết chứ đó. Để bồi cho cái hiệu quả cà khị của mình thêm hoàn hảo á, thì cái chiêu thức của Lạc Hồng Nậu Hoa này nó cũng tăng thời gian và tỷ lệ hiệu quả thuộc tính trạng thái bất lợi nè. Hay ở đây á là đồng đội cũng được hưởng một nửa hiệu quả trên nha. Nhưng mà cái thằng cha nhặt cái viên đá ginh á thì càng dài máu thì cả team được hồi máu càng nhiều. Để phát huy tối đa thì để anh cha nội đầy máu nhất lượm á, chứ thằng cha nào mà ngắn máu được có lượm như má ơi, đã Sida còn thích xông pha hiến máu nữa. Kỹ năng Lạc Hồng Nổ Hoa thì nó hỗ trợ cho kỹ năng Huyền Hư Phù Ứng.
Còn kỹ năng Nguyệt Hoa Xương Vận thì nó lại hỗ trợ cho Lạc Hồng nổ hoa. Cho nên là Jun nghĩ bạn nên tăng kỹ năng này max lên vì nó hỗ trợ cho Lạc Hồng nổ hoa khá là nhiều ha. Hiểu đơn giản tí xíu nha, thì cái lượng máu mà hồi lại theo cái người nhặt win nó chia đều cho team nó được tăng thêm nữa ha. Với nhiều lúc hết máu chúng ta sẽ chơi dơ tí ha, chúng ta sẽ ngồi thiền nó sẽ hồi nhanh hơn là chúng ta đặt nhặt win đúng không? Thì đối phương phải chọt một cái thì mình mới đứng dậy, ý của nó là chơi dơ mày đứng dậy đi ở. Nhưng mà cái kỹ năng này nó hỗ trợ chơi dơ nha. Đối phương chọc mãi bạn không đứng dậy thì máu cứ thế mà hồi thôi. Coi như là đối phương không có tồn tại vậy đó, tâm bất động giữa đồng đời bất biến á. Ok like, vậy là Jun mỗi tôi làm xong phần 1 chi tiết và thông số của chiêu thức môn phái Nguyền Thủy Giáo rồi ha. Quý vị và các homie thấy cái bộ kỹ năng này như thế nào ạ? Bản thân Jun mỗi tôi thấy thì cái phái này nó chơi khá là đẹp, sao mà bị gọi là tà ma hắc đạo vậy ta? Hỗ trợ team mà win xe việc luôn mà. Chỉ vì bảo vệ đồng đội mà bị mang tiếng là tà ma hắc đạo, một cái giá quá chắc để đổi cho một tình bạn đẹp ha. Nếu mà trong cuộc sống này bạn có một người bạn như vậy thì ráng trân trọng cái mối quan hệ này nha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie. Mình là Jun đến từ kênh Jun. Cảm ơn chị em đã bỏ thời gian quý báu của mình ra theo dõi clip này.